Còn ra Milan rồi thì khai tử cờ tỷ phú cũng có nguy cơ đấy. Cái đấy cũng có nguy cơ bởi vì chúng ta đã từng có những sự kiện như kiểu là ngày xưa có quả gì nhỉ, siêu phẩm này với lại siêu kinh điển đấy, rồi cả sự kiện về rương cực phẩm đấy. Rất nhiều những dạng sự kiện đấy nhưng mà cuối cùng nó bị khai tử. Thì cũng có nguy cơ là cái cờ tỷ phú nó sẽ được già dẹp đi mà thay bằng một cái loại săn jackpot khác nâng cấp hơn. Sự thực thì hãy để cho gà. Spin thì vẫn còn Kubit nhé. Về sự kiện spin thì vẫn còn sống. Cái đấy thì không chết được. 107. Cái spin đấy thì lâu lâu gà vẫn cho. Có những sự kiện chết hẳn như kiểu sự kiện về sân vận động, sự kiện về siêu kinh điển, cân bằng thành tích ấy, và sự kiện về rương cực phẩm.